Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang với những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, ngày 15 tháng 2, đoàn đại biểu thành phố Hà Giang do đồng chí Trần Mạnh Lợi, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã tới dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đại biểu thành phố Hà Giang đã dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang nguyện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2015, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Hà Giang ngày càng phát triển. Tại Quản Bạ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thăm và tặng quà chúc Tết đảng ủy xã, đồn biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng xã Nghĩa Thuận, tổ công tác xã Cao Mã Pờ và một số hộ nghèo tại hai xã Nghĩa Thuận và Cao Mã Pờ nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 tại các điểm đến thăm các đồng chí lãnh đạo huyện quản bạ đã gửi lời chúc đến các đơn vị lực lượng đóng quân trên địa bàn mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tập trung chăm lo tổ chức các hoạt động cho nhân dân đón tết vui tươi an toàn tiết kiệm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước trong và sau tết đặc biệt cần quan tâm đến các hộ gia đình nghèo cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi nhà đón tết vui tươi an toàn các đơn vị gia đình các đối tượng chính sách hộ nghèo bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của đảng nhà nước cấp ủy chính quyền địa phương đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc và hứa sẽ tích cực vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình ngày càng ấm no để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bảo vệ an ninh trật tự giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia Tiếp tục chương trình thăm tặng quà dịp Tết Đất Mùi 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên Lương Văn Đoàn đã đến thăm tặng quà Tết tại thị trấn Vị Xuyên. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thị trấn cần làm tốt một số công việc như tổ chức tốt công tác chỉ đạo nhân dân trồng rừng và thành lập ban chỉ đạo trồng rừng vào ngày 8 tháng riêng âm lịch, có phương án đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết, đẩy mạnh tuyên truyền và ngăn chặn việc đốt pháo nổ trái phép, phát động phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường trong toàn thị trấn để đón Tết đảm bảo an ninh trật tự vào đêm bắn pháo hoa 30 Tết, làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo đón Tết. Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc mừng Đảng bộ và nhân dân thị trấn đón Tết vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Đến thăm tặng quà các nạn nhân chất độc da cam dioxin tại thị trấn Vị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên Lương Văn Đoàn nhấn mạnh: Tết đến là dịp thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của Đảng, nhà nước để góp phần đến ơn đáp nghĩa với người có công, trong đó có nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Nhân dịp xuân đất mùi 2015, qua đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện mong muốn các nạn nhân giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng các cấp đề ra. Các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ, Lệnh Thế hội và Hạng Dương Thành vừa đến thăm chúc Tết chi nhánh điện lực và trao giấy chứng nhận của chủ tịch nước cho cụ Mua Thị Mỹ ở xã Quản Bạ vừa tròn 100 tuổi nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015. Đến thăm chi nhánh điện lực, các đồng chí lãnh đạo huyện đã thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho cán bộ công nhân viên chức điện lực, đồng thời nhắc nhở đơn vị phải tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình trạng vận hành các thiết bị, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trong vận hành để đảm bảo an toàn, cung cấp điện ổn định cho các phụ tải quan trọng của huyện trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình cụ Mua Thị Mỉ và trao giấy chứng nhận tròn 100 tuổi của Chủ tịch nước và trao quà của Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của gia đình, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn thường xuyên quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, người cao tuổi, đặc biệt là trong những ngày đón Tết cổ truyền của dân tộc. Sáng ngày 15 tháng 2, huyện đoàn Mèo Vạc đã tổ chức cuộc gặp mặt các sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học cao đẳng trong cả nước nhân dịp xuân ất mùi. Dự có đồng chí Hầu Minh Lợi, bí thư huyện ủy Mèo Vạc, Thảo Mỹ Xính, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Sùng Mỹ Thề, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện và 167 sinh viên. Thông qua buổi gặp mặt này nhằm tạo cầu nối đối thoại giữa các bạn sinh viên với các đồng chí lãnh đạo của huyện và các cơ quan ban ngành đoàn thể trong huyện, tạo cơ hội để các bạn sinh viên có điều kiện được trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình trong quá trình học tập tại trường và sau khi tốt nghiệp ra trường. À, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân về, về xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt sinh viên đầu xuân Ất Mùi năm 2015, thì Ban Thường vụ huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch gặp mặt sinh viên để cho các sinh viên có điều kiện gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo huyện và các lãnh đạo các cơ quan ban ngành bày tỏ tâm tư nguyện vọng của sinh viên trong khi đang học tại các trường và sau khi tốt nghiệp ra trường. Hiện nay toàn huyện Mèo Vạc có khoảng 167 học sinh sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Trong quá trình học tập tại trường, nhiều sinh viên đã nỗ lực phấn đấu hết mình để đạt được kết quả như mong đợi, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2014 đã có 31 sinh viên tốt nghiệp ra trường được bố trí việc làm trong buổi gặp mặt vấn đề được các bạn sinh viên quan tâm nhất là chính sách ưu đãi đối với sinh viên vùng cao, sinh viên nghèo theo học chuyên nghiệp tại các trường và sau khi tốt nghiệp ra trường trả lời những thắc mắc của các bạn sinh viên, lãnh đạo huyện Mèo Vạc nhấn mạnh trong những năm qua, huyện đã triển khai các chính sách ưu đãi đối với sinh viên vùng cao như chính sách vay vốn đối với sinh viên nghèo, phối hợp với trường cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm thuộc tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tuyển con em trong huyện đi học và làm việc tại tập đoàn, làm tốt công tác cử tuyển vào các trường đại học vân vân. Đối với những bạn sinh viên sau khi ra trường có bằng cấp phù hợp với các cơ quan đơn vị còn thiếu sẽ được bố trí sắp xếp để tạo việc làm nhân dịp sinh viên trở về quê hương đón Tết cổ truyền, lãnh đạo huyện và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn đã trao các phần quà cho các bạn sinh viên, đồng thời đã trao 27 xuất quà cho 27 bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, khá và các sinh viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt. Một trong những hoạt động ý nghĩa được các bạn sinh viên huyện Mèo Vạc tổ chức trong đợt này là các bạn đã trao 20 xuất quà cho 20 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện không được về ăn Tết với gia đình. Cùng với đó, các bạn sinh viên cũng đã đến thăm và tặng quà các cựu thanh niên sung phong, những người đã trực tiếp tham gia mở tuyến đường hạnh phúc Hà Giang Đồng Văn. Trong không khí ngày Tết đã và đang hiện rõ trên khắp mọi nơi, hàng hóa phục vụ ngày Tết được bày bán khắp nơi rất đa dạng và phong phú về chủng loại, màu sắc và mẫu mã, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Trong bối cảnh biến động của giá cả thị trường đã ảnh hưởng phần nào đến sự mua sắm của người dân trong dịp Tết. Để đảm bảo cho người dân mua sắm được thuận tiện, các mặt hàng cửa hàng thương mại huyện Xín Mần đã chủ động đưa hàng hóa về các cụm xã. Chúng tôi có mặt tại chợ cốc bài vào những ngày giáp Tết. Không khí ngày chợ Tết rất sôi động, bà con nhân dân tấp nập đi sắm Tết. Ai nấy đều tập trung mua sắm hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu trong dịp Tết đến. Theo như chúng tôi được biết, thì các mặt hàng thiết yếu năm nay không có biến động gì lớn về giá cả. Trong dịp Tết có rất nhiều loại mặt hàng và sức tiêu thụ là rất lớn, nhất là lương thực thực phẩm. Vì vậy việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là rất quan trọng. Do đó, các ngành chức năng như đội quản lý thị trường và đội kiểm tra liên ngành của huyện đã đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa được bày bán trên thị trường để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra cho người dân đón Tết vui xuân đầm ấm và vui vẻ. Vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Đông Minh, huyện Yên Minh đã có thu nhập cao từ chăn nuôi gà trống thiến bởi loại gà này được ưa chuộng vào dịp lễ Tết. Nhiều năm gần đây, xác định rõ lợi thế của địa phương về địa hình cũng như khí hậu thích hợp với chăn nuôi gia súc gia cầm, bà con trên địa bàn xã đã lựa chọn nhiều giống vật nuôi có giá trị đưa vào chăn nuôi, không ngừng nâng số lượng tổng đàn gia súc gia cầm của địa phương. Trong đó, bà con nông dân của xã đã lựa chọn gà tiến để nuôi nhằm tăng cao thu nhập. Nuôi gà tiến thường không tốn diện tích, thức ăn đa dạng, mỗi năm có thể xuất chuồng hai lứa, mỗi lứa từ 15 tới 20 con, mỗi con cân nặng trung bình khoảng 3,5 kg. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, giá gà thiến đã giao động từ 160 đến 180 000 đồng một kg nên đã nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã. Từ những hộ chăn nuôi đầu tiên, đến nay việc chăn nuôi gà thiến thả vườn được nhân rộng ra nhiều thôn bản trên địa bàn toàn xã. Tới gần dịp Tết Nguyên đán, người dân đã nhốt gà để vỗ béo. Nhờ vậy mà chất lượng thịt gà thiến được nuôi tại Đông Minh, huyện Yên Minh, thường ngon, ngọt, đậm, được thị trường trong và ngoài huyện ưa chuộng. thời gian qua huyện hoàng su phi đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nội dung tuyên truyền được đổi mới xây dựng theo kế hoạch bám sát chỉ thị của đảng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của cấp trên việc củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản mới được thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trong toàn huyện để làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật Huyện Hoàng Su Phì đã xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, nâng cao vai trò trách nhiệm, chủ động của các ban ngành, tổ chức đoàn thể và các xã thị trấn đối với công tác này, góp phần nâng cao hiệu quả của lý nhà nước ở địa phương, tạo sự chuyển biến chấp hành pháp luật trong nhân dân. Ngoài cái việc là triển khai cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái hoạt động tuyên truyền, thì phòng cũng xác định các cái lĩnh vực còn nhiều cái tồn tại của địa phương để tham mưu cho hội đồng. Ngoài ra thì đơn vị cũng chủ động phối hợp với các cơ quan thành viên của hội đồng tổ chức các cái ký kết các cái kế hoạch liên tịch tổ chức triển khai nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện cái nhiệm vụ trợ giúp pháp lý lưu động tới cơ sở tuyên truyền trực tiếp cho bà con nhân dân thông qua các cái cuộc họp thôn các cái hội nghị ở cơ sở để nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hoàng Su Phì triển khai nhiều hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua trang cổng thông tin điện tử huyện bằng pano áp phích băng rôn, các tủ sách pháp luật và qua cơ quan thi hành pháp luật, qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, các hội nghị ở các cơ quan đơn vị. Năm 2014, huyện Hoàng Su Phì đã tuyên truyền miệng được 387 buổi, thu hút 27.488 lượt người nghe. Tổ chức tuyên truyền được 605 lượt, chương trình truyền thanh cho trên 100.000 lượt người nghe, cấp phát hơn 800 tờ rơi, 400 quyển sách, 17 địa hình có nội dung pháp luật qua quá trình chúng tôi phối, phối kết hợp uh, tuyên truyền thì à, cái thứ nhất là ví dụ như là cái uh, luật uh, phòng chống mua bán người ấy thì, thì nói chung là trong cái, cái các trường học vừa rồi ấy thì nói chung là hạn chế được cái, 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 cái học sinh là bị lừa sang sang Trung Quốc cũng như là luật hôn nhân và gia đình ấy thì học sinh ở trường trung tâm giáo dục thường xuyên này và ở đặc biệt là ở chỗ trường cấp 3, trường, trường trung học phổ thông ấy cái cái hạn chế được vì các cháu là coi như là đến tuổi thì các cháu hiểu được là đủ 18 tuổi thì mới được lấy chồng Đấy, hoặc là nam 20 tuổi thì mới được kết hôn cho nên là cũng vừa rồi là hạn chế được ở trường cấp 3 và trường trung tâm giáo dục thường xuyên còn ngoài ra thì nói chung là qua quá trình tuyên truyền thế thì thì vừa rồi chúng tôi là bốn trường thì là có tất cả là hơn 1.000 học sinh được nghe và được được, được tiếp thu về cái, cái 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 một số cái bộ luật đó sau khi em được nghe tuyên truyền thì em hiểu kết hôn cận huyết thống là người anh em họ hàng lấy nhau trong vòng ba đời thì lấy nhau sẽ dẫn đến sức khỏe không tốt bị dịch tật suy thái giống nòi. Việc nhân rộng mô hình tủ sách pháp luật trên địa bàn các xã thị trấn góp phần thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật cho người dân. Đến nay, toàn huyện Hoàng Su Phì có 144 tủ sách pháp luật, trong đó tủ sách tại Ủy ban nhân dân các xã thị trấn là 14 tủ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các nhà trường, điểm bưu điện, văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, trung tâm sinh hoạt cộng đồng và một số câu lạc bộ pháp luật là 129 tủ với tổng số gần 6.500 đầu sách báo các loại. Từ năm 2013 đến nay đã có trên 36.000 lượt cán bộ, nhân dân, học sinh đến mượn và đọc tài liệu văn bản pháp luật. Để thực hiện tốt trong năm 2015 thì đối với huyện Hoàng Sô thì cũng tiếp tục phát huy những cái cách làm mà hướng đi về công tác tuyên truyền rồi giáo dục pháp luật của năm 2014 và nhân rộng để mà triển khai thực hiện à, sao nó có hiệu quả nhất đặc biệt là tuyên truyền cho các cái đội ngũ như học sinh ở các cái trường học và tổ chức sân khấu hóa rồi là hình thức lao không dây và đặc biệt là đối với tổ hòa giải ở cơ sở thì cần phải nâng cao kiến thức tập huấn để cho à, tổ hòa giải, hòa giải viên có nâng cao được cái nhận thức để làm sao mà phát huy được cái hòa giải ngay tại cơ sở những cái việc nhỏ để không xảy ra những việc lớn và khiếu kiện và ảnh hưởng đến những công tác đồng thời qua đó thì cũng được cho nhân dân các dân tộc cũng như là đối tượng học sinh sinh viên cũng thể hiểu được cái pháp luật để hạn chế được cái vấn đề vi phạm pháp luật trên địa bàn và cũng nhằm mục đích là góp phần vào vấn đề phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong thời gian tới, huyện Hoàng Su Phi tiếp tục triển khai các văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức, trong đó đẩy mạnh hình thức tuyên truyền miệng, duy trì và nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Huyện Hoàng Su Phi sẽ chỉ đạo phòng tư pháp phối hợp chặt chẽ hơn đối với các cơ quan, phòng ban 25 xã thị trấn để tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về pháp luật tới các thôn bản, đặc biệt là các xã, thôn bản giáp biên giới. Từ đó giúp bà con nhân dân có ý thức tự giác chấp hành pháp luật theo khẩu hiệu mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân gương mẫu chấp hành và bảo vệ hiến pháp và pháp luật. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.